Năm Chiếc Bánh chào anh chị em ngay tại trung tâm Thánh Địa Đức Mẹ Tà Pao, nơi linh thiêng. Năm Chiếc Bánh thấy mỗi ngày một đẹp hơn, khang trang hơn, và có rất nhiều xe cộ tới lui cùng dòng người nối đuôi nhau đổ về bên Đức Mẹ Tà Pao để xin ơn và tạ ơn. Mời anh chị em cùng Năm Chiếc Bánh đi lên để gặp Đức Mẹ Tà Pao và nghe những câu chuyện linh thiêng nơi đây. Nơi thánh địa Đức Mẹ Tà Pao có nhiều câu chuyện được cho là phép lạ của Đức Mẹ Tà Pao. Mẹ Maria đã thương, ban ơn cho nhiều người, nhất là những người ngoại đạo. Những câu chuyện này được kể lại rất đơn sơ, giản dị, nhưng gói gọn cả tấm lòng của con cái đối với Mẹ Maria. Xin chia sẻ để những anh chị em đang gặp hoàn cảnh đau bệnh, bi đát, hãy chạy đến với Mẹ Tà Pao và thêm vững tin vào Chúa hơn. Một vợ chồng rời nhà từ Phan Thiết bằng phương tiện xe Honda, chạy theo quốc lộ 28 hướng đi Di Linh để đến gặp Mẹ Tà Pao. Đi theo con đường này giảm bớt được gần 30 cây số so với đường quốc lộ 1A. Khi trời gần sáng, đôi vợ chồng gặp được một đoàn 7 người tới viếng mẹ. Họ ở từ Đồng Nai. Hai vợ chồng chúng tôi rất cảm động khi chứng kiến lòng yêu mến mẹ một cách đặc biệt nơi họ. Tất cả 7 người đều gục đầu dưới chân mẹ, ôm chân mẹ, thầm thì kêu xin hàng giờ như xuất thần. Họ mang theo 7 cây nến thắp lên, tượng trưng cho 7 người, cùng với 7 chai nước. Họ tạ ơn và xin ơn. Đôi vợ chồng thấy họ quá đổi sốt sắng nên lân la đến làm quen. Trong đoàn đó có một gia đình 4 mẹ con. Bà mẹ tuổi khoảng trên 50, tên là Vũ Thị Đông, cùng 2 con trai, một 28, một 30 tuổi, và một cô con gái tuổi khoảng chừng 22-23. Mấy mẹ con đi cùng với 3 người phụ nữ khác tuổi trung niên là hàng xóm của gia đình họ. Chị Đông đã tự giới thiệu cho chúng tôi biết tất cả nhóm họ là người ngoại đạo. Khi biết được như thế, đôi vợ chồng chúng tôi càng thêm thán phục vì niềm tin của họ quá tuyệt vời. Họ đã được mẹ ban ơn nên giờ đây, tuy trong đêm khuya thanh vắng, lại ở nơi xa xôi, nhưng họ vẫn tranh thủ chạy đến đây để tạ ơn và xin ơn mẹ. Trong 7 người, có 2 người đã được mẹ yêu thương ban ơn chữa lành. Người thứ nhất, chị phụ nữ tên là Vũ Thị Đông ở Đồng Nai cho biết, trước đây gần 3 năm, chị bị đau 2 đầu gối, đi đứng không được, đã chữa trị nhiều nơi, đi đủ các bệnh viện Biên Hòa, Sài Gòn, uống đủ loại thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Nam, nhưng vẫn không thuyên giảm. May nhờ một người bạn Công giáo ở gần nhà chị mách bảo về Mẹ Tà Pao đã làm rất nhiều phép lạ, đã chữa rất nhiều người lành bệnh nan y. Nhưng ban đầu chị cứng lòng, vẫn chưa tin. Sau nhiều lần chị bạn mãi thúc giục, chị đã siêu lòng nghe theo. Nên cách đây 1 tháng, chị bảo 2 người con trai đem chị ra Tà Pao để gặp mẹ. 2 người con trai đi 2 bên, dìu chị cố gắng bước lên từng cấp một, rất khó nhọc. Bước đi được 15 cấp là chị không thể nhấc chân lên được nữa, bởi vì 2 chân nhức buốt, không thể chịu đựng thêm. Nên chị đã thốt lên lời than vãn với mẹ: "Mẹ ơi, xin cứu giúp con, nghe bạn con nói mẹ rất linh hiển, nên con ra đây, muốn lên gặp được mẹ để cầu xin với mẹ cho đôi chân con được lành. Nhưng giờ đây con đành bất lực, không thể tiếp tục lên được nữa." Sau lời than vãn, tự nhiên chị thấy đôi chân không còn cảm giác đau đớn nữa. Chị bảo 2 người con buông tay ra. Chị đứng yên một chỗ, xoay qua xoay lại, một hồi không thấy đau nhức. nên chị từ từ bước nhẹ lên từng cấp một mà không còn đau đớn, nhức nhối nữa. Hai người con trai của chị và những người đi gần chị reo lên một cách vui sướng. Vậy là tự chị thông thả bước từng bậc cấp lên tới linh đài mẹ, trong lòng vui sướng ngập tràn. Khi ra về, chị tự bước xuống nhẹ nhàng hết các cấp bậc mà không còn đau đớn. Chị quá vui mừng, cùng hai con quỳ gối ngước mặt lên cảm tạ ơn mẹ, vì chị biết chắc mẹ đã chữa lành, không còn nghi ngờ gì nữa. Vì lên xuống không còn đau đớn nên hai dòng nước mắt trào tuôn, vì chị quá vui sướng, quá xúc động. Và suốt một tháng nay, sáng nào chị chạy tập thể dục cùng bạn bè mà không còn đau nhức một tí nào nữa. Nên hôm nay chị cùng các con ra đây để tạ ơn mẹ. Chị còn biểu diễn cho chúng tôi xem. Chị chạy thoăn thoắt trên linh đài và đưa từng chân đá cao khỏi đầu một cách dễ dàng. Thật đúng là phép lạ kỳ diệu mà mẹ đã làm. Người thứ hai, chị này trên 30 tuổi, không đau đớn gì. Nhưng trước đây, tóc tự nhiên rụng sạch, không còn một sợi nào trên đầu, đầu bóng láng. Chị đã chữa trị nhiều nơi, nhưng tóc vẫn chưa mọc lại được. Sau nhiều lần, chị nghe người ta kể về những phép lạ của mẹ Tà Pao, nên chị theo ra đây. Nhưng lạ lùng thay, kể từ một tháng nay, khi ra khấn cầu với mẹ, tóc chị đã mọc lại, tuy còn thưa thớt, nhưng chị tin chắc sau một thời gian ngắn nữa, đầu chị tóc sẽ phủ đầy